Hi, chào mọi người nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái phần cái công thức mà mình tìm ra được, mình tìm hiểu ra được cái cách để mình cất cánh cái con máy bay này này trên cái tay á. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm demo trên con DJI Mini 2 ha. Cái con này mình sẽ làm demo cho mọi người hiểu là cái cách làm sao để mọi người cất cánh trên trên tay nha. Có nghĩa là như thế này, máy bay mình sẽ cầm được trên cao như thế này. Và sau đó mình cho nó cất cánh ngay trên tay của mình luôn. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu là cái cách để mà các bạn né tránh được cái vấn đề. Tránh trường hợp là sau này các bạn sử dụng á, các bạn sẽ gặp một số vấn đề với nó thì nó rất là nguy hiểm. Nhiều lúc nó bị chém vào mặt của mọi người. Thứ hai nữa nó bị rơi nữa thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì thứ nhất là liên quan là bây giờ bị ảnh hưởng tới cơ thể của các bạn là một. Thứ hai nó rơi về máy bay thì các bạn sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Do vậy mình sẽ làm video ngày hôm nay để chia sẻ cho các bạn nha. Mình tin là nó sẽ có ích cho mọi người đó. Vậy ngay bây giờ mình bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn hiểu về con này chút xíu sơ bộ. Nếu mà ai đã xem video giới thiệu của mình về Flycam rồi, các bạn sẽ hiểu bản chất sâu để các bạn có thể tự cất cánh được. Nhưng dành cho những ai chưa hiểu, đầu tiên mình sẽ tắt con này trước đi, để các bạn, để mình giải thích cho các bạn trước. Các bạn nhìn ngay đây nè. Các bạn nhìn ngay đây nha. Ngay đây này là các bạn sẽ thấy ngay là nó có các cái vị trí là hai con mắt đây này, gọi là cảm biến siêu âm. Thành ra là các bạn phải biết là khi mà các bạn cất cánh á, giả sử các bạn đặt bằng như này thì các bạn đặt làm sao bay để nó đáp lên tay như này, hoặc các bạn để mà nó đang bay thơ lơ như này, bay trên cao như này thì các bạn cầm vào đây và đừng bao giờ chạm vào, che khuất cái vị trí hai con mắt này. Giả sử các bạn cầm tay như này, không cầm như này nha, tại vì khi mà các bạn đưa tay vào như này á, máy bay nó sẽ kéo đi lên, hoặc là các bạn phải đặt cái tay tương ứng như này để cho nó hạ xuống. Vậy ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách. Đầu tiên mình sẽ cầm này, mình hạ cánh. Và chú ý ha, nhớ rằng hai con mắt này là hai con mắt về con cá biến, do vậy các bạn phải né nó đi, đúng không ạ? Mình nói là để cho các bạn hiểu nha. Cách đầu tiên mình sẽ đáp bằng cách này ha. Mình cầm cái tay như thế này rồi mình đáp, đúng không ạ? Cách thứ hai là mình đáp trên cái bàn tay như này. Thì bây giờ mình sẽ chia cách đầu tiên cho các bạn nha. Và đầu tiên mình sẽ bật lên con này trước. Và mình nhắc lại một chút xíu nữa ha. Hai con mắt này thì đối tay các bạn không che nếu trường hợp cách đầu tiên. Cách thứ hai thì các bạn để tay như này thì không nói rồi. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đầu tiên. Rồi sau đó mình sẽ chia cho các bạn một số cái vấn đề các bạn có thể gặp phải nếu các bạn đáp mà các bạn không đúng cách. Ok, mình bật nó lên trước nha. Nhớ là bật máy bay lên cẩn thận nha. Các bạn phải cầm đúng với quy cách nha. Ok, máy bay mình đã kiểm tra tín hiệu ok rồi ha. Mình sẽ tiến hành khởi động máy bay lên ha. Một tay các bạn cầm tay cầm điều khiển nha. Một tay các bạn cầm máy bay ha. Mình cho on lên ngay trên cái bàn tay của mình luôn ha. Sau đó mình cho nó lên bình thường chạy ha. Mình sẽ đi xa một chút xíu. Đó, mình sẽ cho nó bay ngay tức luôn nha. Và bây giờ mình sẽ làm demo cách đầu tiên, mình sẽ đáp trên bàn tay nha. Mình sẽ chú ý cái vấn đề ngay lập tức cho các bạn thấy nha. Đầu tiên mình đưa vào cái lập tức máy bay đi bên cao đúng không ạ? Do vậy các bạn chú ý nha. Không có được đưa tay vào tránh như vậy thì dẫn tới con máy bay này nó sẽ bay lên cao. Tại vì nó biết là nó phải tính toán là khi nó khoảng cách dưới mặt đất là bao nhiêu, thành ra nó phải tự động bay lên trên để nó duy trì vị trí. Ok không ạ? Bây giờ mình sẽ làm demo lại nè. Chú ý là các bạn khi cầm vào con máy bay này là các bạn không kéo xuống nha. Tại vì bản chất con máy bay này nó sẽ duy trì vị trí. Các bạn kéo xuống thì nó sẽ kéo một cái lực để nó ngược lại đi lên. Nên các bạn chỉ cầm nắm vào đây. Và sau đó các bạn tiến hành đó là gạt cái cần ga lên xuống này xuống này thì nó sẽ tự động đáp lại. Và lúc đó các bạn sẽ không bị rơi máy bay và nguy hiểm. Cách thứ hai mình sẽ cho đáp ngay nằm trên bàn tay của mình và hạ cánh ngay trên bàn tay ha. Rồi ok không ạ? Mình sẽ bắt đầu nha.
các bạn chú ý là khi các bạn đáp trong cái môi trường gió, cẩn thận nó sẽ bị liệng, nên nó sẽ dễ bị chém. Tốt nhất là các bạn đáp bằng cách số 1 nếu máy bay các bạn có khả năng có thể đáp được nha. Còn trường hợp máy bay của mình thì mình sẽ lựa chọn là mình giữ máy bay trước, sau đó mình cho nó đáp, tại vì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, mình sẽ lược lại cái phần ghi chú cho các bạn hiểu một lần nữa nha. Đầu tiên, các bạn đáp thì các bạn nhớ cầm như này cho nó chắc, ok không ạ? Cho nó chắc trước khi đáp, và các bạn tránh trường hợp hai con mắt của con cá biến này ra, đúng không ạ? Hai con mắt, hai con cá biến này phía dưới tránh ra, để tránh trường hợp nó bị che chắn, thành ra nó sẽ ngưng lại, đúng không ạ? Rồi, cách thứ hai thì các bạn nhớ đặt cái bàn tay làm sao để nó dưới cái con flycam này, dưới con flycam như này, để tránh trường hợp nó rơi. Và các bạn chú ý đừng có làm sao để cái tay mà nó chạm vào cái con gimbal này, nó sẽ bị ảnh hưởng, thì như vậy truyền tín hiệu nó sẽ có vấn đề, đúng không ạ? Và cái tay cầm thì các bạn nhớ là ok, một tay điều khiển như này, cầm và gạt kéo xuống để kéo giãn bình ga, và giả sử hai tăng hai cần thì các bạn có thể tựa tay như mình như này, sau đó gạt chéo để cho máy bay đáp lên. Đó, vừa rồi là video chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn làm sao đáp máy bay trên tay của mọi người nha. Đó, thì ngày hôm nay mình làm video đến đây thôi. Nếu bạn nào còn thắc mắc thì hãy comment phía dưới, mình sẽ tư vấn cho mọi người thêm nha. Ok, bye bye mọi người nha.